Nối tiếp chương trình EVN, nối tiếp chương trình VEVN tháng 3 năm 2020, chào đón hè 2020. Thì xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Bên Giang Trường Fishing sẽ dành cho anh em đam mê bộ môn câu lăng xê, câu bom, câu chùm nho. Đấy. EVN mẫu cần. Đấy. Đó là mẫu High Power. Đấy. Công nghệ Nhật Bản, High Power công nghệ Nhật Bản. Size cần này được có hai size 2,7 và 3 m anh em, 2,7 3 m. Đấy, 2,7 có giá là 550. Còn 3 m có giá là 600. Thì trong thời gian EVN diễn ra từ ngày mùng 9 tháng 3 cho đến ngày 14 tháng 3 2020 thì giá cần 3 m còn có giá giá cần của 2,7 còn có giá là 450 ngàn. Đấy, và giá cần của 3 m là 500 ngàn. Các bác nhớ nhá. Giá trước khi EVN này là cần 3 m là 600 và cần 2,7 m là 550. Đấy, còn giá hiện tại EVN thì là cần 2,7 m có giá là 450. Còn cần 3 m có giá là 500. Đây, kết cấu cần này, cán gỗ bần. Phủ bóng rất là đẹp. Anh em nhìn này. Đấy, cán phóng rất đẹp luôn. Đấy, khoen ba chân. Đấy, khoen ba chân. Khoen ba chân, khoen hếch, khoen ca. Đấy, rất là to. Khoen này khá dày, tạo dung lực cho cần rất là đều, khỏe. 1, 2, 2 này, 4, 6 khoen. 6 khoen trên khúc ngọn nha, và một khoen ở khúc gốc là 7 khoen. Nên cần rất là cứng, khỏe, vì lực dàn đều rất là tốt. Đấy. Chất liệu carbon anh em nhé. Đấy, rất là rẻ, rất là đẹp. Cần 27 giá có 450 thôi. Giá EVN không thể nào không rước em nó về được. Rất là đẹp. Còn cần 3 m thì gồm có 8 khoen anh em, 8 khoen. Đây, khoen ở phía đốt dưới này rất là to, anh em nhìn này, đốt rất to luôn. Đây. Đấy, khoen rất to luôn, alo rất lớn. Đây. Alo chống rối cước anh em ơi, chống rối cước này. Đấy, thiết kế để chống rối cước. Đấy, cần gồm có 7 khoen. Cán này là cán gỗ bần. Đấy, cán gỗ bần. Được phủ keo. Giá thì rất bình dân. Đấy, giá đang EVN có 500 ngàn một cây thôi. Anh em về có thể lấy về câu lăng xê này. Đấy, câu lăng xê, câu lùa bạo lực hoặc là pen cá tra, câu sông. Đấy. Câu chùm nho. Thậm chí là anh em mới tập câu có thể là câu dùng để câu chợ máy và câu lục đầu cần, chơi được hết. Đấy. Giá 500 anh em nhé. Đấy, các bác nhớ là giá gốc của cần 3 m là 600. Giá của cần 2,7 m là 550. Đấy. Thì hiện tại chương trình EVN của em diễn ra chuyên dành cho anh em đam mê bộ môn câu lăng xê. Đấy, câu lăng xê này, câu chùm nho. Đặc biệt là các anh em miền Nam hay sử dụng cần hai khúc rất nhiều. Ngoài Bắc thì anh em chứa câu lăng xê sử dụng cần này. Đấy, thì chuyên dành cho anh em là giá của cần 2,7 m là 450 và cần 3 m có giá là 500. Đấy, số lượng có hạn các bác nhé. Số điện thoại em để dưới video, địa chỉ em để dưới video nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu về mẫu cần nào thì liên hệ nhé. Các bác nhớ là thời gian diễn ra event, diễn ra dành chuyên khuyến mại dành cho anh em cần thủ diễn ra từ ngày mùng 9 tháng 3 cho đến hết ngày 14 tháng 3 nhé các bác nhé. Đấy, các bác nào nhanh tay sử dụng liên hệ. Đấy. Vì Giang Trường Fishing luôn có những chương trình khuyến mại đặc biệt chuyên dành cho anh em cần thủ nhân dịp đặc biệt trong một năm. Đấy.
Thì trong thời gian này anh em sẽ mua được những cây cần với giá cực kỳ ưu đãi, giá hấp dẫn. Đấy. Đấy, chúc anh em là lên nhiều hàng với những cây cần mới nha. Bạn nào có nhu cầu liên hệ nhé, số điện thoại để dưới video nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.